cô gái này đang tắm thì cảm thấy hơi ngứa đùi. Cô dùng tay cào nhẹ vài lần thì cảm giác có gì đó không đúng lắm. Da chân của cô ấy đang tan chảy như sáp nến vậy, bắt đầu biến dạng và dính ở ngón tay cô. Chuyện này khiến cô gái sợ hãi. Đúng vào lúc này mọi chuyện lại có chuyển biến tốt hơn. Cô gái cảm thấy có lẽ gần đây mình quá mệt mỏi. Cô kể lại chuyện này cho bạn trai nghe. Nhưng người bạn trai lại nói gần đây áp lực công việc của cô quá lớn, khiến tinh thần bị căng thẳng, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là không có vấn đề gì nữa. Đến nửa đêm lúc cô gái đang ngủ đột nhiên giật mình tỉnh dậy, cho dù rất tỉnh táo, nhưng lúc cô muốn ngồi dậy thì lại không thể cử động được. Đúng vào lúc này, một người đồ chơi đột nhiên bước vào phòng ngủ, ánh mắt nó trống rỗng, dường như chứa đầy sự độc ác. Người đồ chơi xấu xa chậm chậm bò lên giường cô, ung dung bước về phía cô. Cô gái nhìn món đồ chơi đáng sợ đó, hết sức sợ hãi, nhưng cô có muốn hét lên hay cử động cũng không được. Chỉ đành trơ mắt nhìn món đồ chơi đó, nhẹ nhàng chạm vào nơi cô cảm thấy ngứa hôm nay, sau đó dùng hai tay xoa thật mạnh vào chỗ ngứa, rồi dài một đường tạo ra cái lỗ rất sâu. Lúc cô gái tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường ở bệnh viện, chỗ ngứa ở đùi đã được băng bó hết sức cẩn thận. Bạn trai hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ đành nói qua loa là tác phẩm của mình có vấn đề. Thì ra cô gái là một tác giả hoạt mình stop motion. Từ sau khi mẹ qua đời, cô thường xuyên tự mình thử tạo ra những tác phẩm stop motion đáng sợ để có thể làm cho nhân vật trong phim giống thật hơn. Cô đã dùng thịt động vật để làm con rối. Cứ như vậy một con rối sinh động và linh hoạt như thật đã ra đời. Câu chuyện cô thiết kế có bối cảnh là một con quái vật ẩn náu trong rừng sâu tăm tối, nhưng cô lại cảm thấy thiếu thứ gì đó. Đêm muộn cô liền đi vào trong rừng sâu không người để tìm cảm giác. Cô thử nhập vai vào tình tiết của bộ phim hoạt hình, dường như bản thân đã bước vào bên trong câu chuyện. Cô bắt đầu thu thập một số xác động vật, dùng chính lông của xác động vật này để làm phong phú thêm các nhân vật. Một ngày nọ lúc cô đang chế tạo tác phẩm thì chuông cửa vang lên dồn dập phá tan sự yên tĩnh của phòng studio. Cô nhìn thấy một thứ đáng sợ ở chiếu nghỉ, chậm chậm bò lên cầu thang. Cô sợ hãi vội vàng chạy vào trong phòng. Cô lại cảm thấy có khả năng là mình nhìn nhầm, cho đến khi một bóng đen xuất hiện ở cửa. Cô sợ hãi vội vàng trốn trở lại trong phòng. Sau khi trốn đằng sau cửa liền bịt miệng, không dám phát ra âm thanh. Nhưng thứ đó vẫn đứng ở bên ngoài liên tục gõ vào cánh cửa gỗ. Một lúc sau, đột nhiên không có âm thanh nữa. Cô gái lấy hết can đảm định nhìn qua mắt mèo để quan sát tình hình. Một con mắt đỏ ngầu đột nhiên xuất hiện. Cô gái sợ hãi ngất ngay tại chỗ. Lúc cô tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mọi chuyện giống như một cơn ác mộng. Cô tiếp tục hoàn thiện tác phẩm, nhưng lúc này chiếc bàn đột nhiên rung lắc dữ dội. Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện chiếc bàn dùng để quay phim có dấu hiệu bất thường. Cô đi đến nhìn, từ từ gạt đi lớp đất phía trên, con mắt đáng sợ đó lại xuất hiện. Cô gái sợ hết hồn. Lúc này mặt đất phía trên bắt đầu rung lên, một thứ đáng sợ chậm chậm bò từ dưới lên. Cô gái sợ hãi quay người bỏ chạy, nhưng hai chân cô bị gãy như ngọn nến đang cháy. Thấy con quái vật đang lại gần, cô gái đột nhiên cảm thấy cô chính là con mồi trong tác phẩm của mình. Con mồi đang điên cuồng bỏ chạy, khoan một lỗ hẹp xuyên qua vách hang. Tất cả những gì có thể thấy bên trong hang là lụa vàng. Cô liều mạng giãy giụa, nhưng miệng hang ngày càng nhỏ, không thể chạy trốn vào trong. Cuối cùng cô vẫn bị con quái vật túm được, nhưng con quái vật không có ý định làm cô bị thương, hơn nữa còn nôn ra một thứ từ trong miệng, sau đó nhét thứ đó vào miệng cô gái. Sau khi cô gái nuốt thứ đó xuống, nhẫn nhịn cơn đau đớn, nhưng con quái vật đó dường như không có ý định buông tha cô. Nó trợn mắt nhìn cô phát ra âm thanh quái dị. Cô gái không biết làm thế nào, đành nhấc bàn tay đầy máu hướng về khuôn mặt mình. Da trên khuôn mặt dễ dàng lột xuống như sáp nến đang tan chảy. Cô gái đem toàn bộ da của mình đắp cho con quái vật, cho đến khi cơ thể trống rỗng. Lúc cô gái tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đang ở trong khu rừng tối tăm đó. Trước mặt cô có một căn nhà nhỏ. Mở cửa nhà ra, một giai điệu quen thuộc vang lên. Đây không phải là căn nhà màu đỏ mà cô thiết kế cho con mồi hay sao? Trên màn hình lúc này đang chiếu cảnh tượng của cô lúc trước khi chết. Cô gái chậm chậm bước về phía cái hòm trong nhà, mở hòm ra, bên trong là một chiếc quan tài nhỏ bọc lụa vàng. Cô gái quay đầu lại rồi cười, nụ cười dường như tràn ngập sự thỏa mãn và cả nỗi bi thương. Sau đó bước vào trong quan tài, nhẹ nhàng đóng nắp lại, hoàn thành cảnh cuối cùng trong tác phẩm của mình.